kết quả Ipswich 0-2 Liverpool, Lữ đoàn đỏ ra quân thắng lợi. Salah tỏa sáng, Liverpool ra quân thắng lợi. Ipswich đã có hiệp một thành công khi cầm chân đội khách Liverpool. Tuy nhiên, bản lĩnh và sự xuất sắc của Mohamed Salah ở hiệp thi đấu thứ hai đã giúp cho Liverpool ra về với 3 điểm trọn vẹn. Trận đấu chính thức đầu tiên của Liverpool dưới thời tân huấn luyện viên Slot tuy khó khăn, nhưng họ vẫn đạt được mục đích là giành thắng lợi ở trận mở màn. Bàn thắng Liverpool, Jota, 60, Salah, 66. Tiếp đón Liverpool, chủ nhà Ipswich vẫn chưa sử dụng tân binh Calvin Phillips. Trong khi đó, đội khách với một mùa hè yên cả cho tới lúc này vẫn tung ra đội hình quen thuộc với những trụ cột nơi hàng thủ là Alisson, Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk. Cặp tiền vệ trung tâm là McAllister và Gravenberch. Vị trí tiền đạo mũi nhọn giao cho Diogo Jota. Tiền vệ người Hungary, Szoboszlai chơi hậu công và hai cánh thuộc về Salah, Diaz. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng dưới sự cổ vũ của khán giả nhà giúp các cầu thủ Ipswich nhập cuộc hết sức hứng khởi và tự tin trước gã khổng lồ Liverpool. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi sau hơn 20 năm, Ipswich mới lại được tham dự sân chơi Premier League. Trong hiệp đấu đầu tiên, Ipswich đá với sơ đồ khá thấp, đảm bảo các vị trí gần nhau. Họ khiến cho Liverpool dù cầm bóng nhiều hơn nhưng lại không thể tạo ra nhiều pha nguy hiểm. Khi Liverpool triển khai tấn công từ sân nhà, Ipswich cũng áp sát rất nhanh và tranh chấp quyết liệt. Cách chơi này của Ipswich khiến Liverpool có đôi lúc phải sử dụng những đường chuyền vượt tuyến nhưng hiệu quả không cao. Xuyên suốt cả hiệp 1, Liverpool, một trong những ứng viên vô địch ngoại hạng Anh 2024-25 hầu như không tạo ra được pha bóng nào đáng chú ý. Một hiệp đấu tương đối nhàn hạ với thủ môn của Ipswich và Liverpool. Liverpool bùng nổ hiệp 2. Nếu như hiệp 1 chứng kiến sự bế tắc đến khó hiểu của Liverpool thì ngay đầu hiệp 2, đội bóng này đã khiến cho Ipswich vỡ mộng giành một điểm ở ngày ra quân. Liverpool đẩy cao tốc độ trận đấu khiến cho hàng thủ Ipswich choáng ngợp. Những pha đan lát và đập nhã ở tốc độ cao của Liverpool mở toang cơ hội ghi bàn cho dàn sao đội khách. Phút 60, Liverpool cuối cùng tìm được bàn thắng. Từ cánh phải, Trent xẻ đường bóng chất lượng xuyên qua khoảng trống giữa hậu vệ Ipswich cho Salah băng xuống nhận bóng rồi bình tĩnh đưa vào giữa cho Jota dứt điểm gọn gàng tung lưới Ipswich. 1-0 cho Liverpool. Khi Ipswich còn đang bàng hoàng và chưa lấy lại tinh thần vì bàn thua trên, họ lại lần thứ hai thủng lưới. Phút 65, Salah trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số. Ngôi sao người Ai Cập phối hợp với Szoboszlai để phá vỡ hệ thống phòng ngự trước cầu môn rồi cuối cùng hạ Walton ở pha đối mặt. Cách biệt được nâng lên thành 2-0 cho đội khách. Theo Opta, pha lập công đã giúp Salah ghi tên vào lịch sử. Salah trở thành cầu thủ đóng góp dấu giày vào các bàn thắng nhiều nhất ở trận mở màn Premier League. Ngôi sao Ai Cập bỏ túi 9 lần lập công sau 14 lần tham gia vào các bàn thắng của Liverpool. Thời gian còn lại của trận đấu, Liverpool tạo ra thêm nhiều tình huống thuận lợi để có thể có thêm bàn thắng nhưng không thành công. Chung cuộc, Liverpool đánh bại Ipswich với tỷ số 2-0. Ở vòng 2, trong khi Liverpool trở lại Anfield để tiếp Brentford vào ngày 25 tháng 8, thì Ipswich hành quân tới Etihad gặp thử thách khó mang tên Man City ngày 24 tháng 8. Đội hình thi đấu Ipswich vs Liverpool. Ipswich 4-2-3-1 Walton, Tunanbet, Smodic 74, Warfon, Rive, David, Morsi, Luongo, Taylor 65, Hutchinson, Chapin, Hanner 65, Burns, Johnson 57, Delap, Anhamadi 74. Liverpool 4-2-3-1 Alisson, Alexander-Arnold, Bradley 77, Quansa, Konate 46, Van Dijk, Robertson, Simicat 79, Gravenberch, McAllister, Salah, Diaz, Szoboszlai, Jota, Gakpo 79.